Vào giá đi. Cái mê này đẹp đấy. Mê đẹp đấy. Cái này bao tiền đấy bà? Cái này là cô bán là 60 triệu. 60. Giá 100 năm rồi. Đúng rồi đấy. Nó nhiều quả nhỉ? Siêu quả. Chắc là mê ngọt nhỉ? Chả biết nó là mê gì. Bây giờ nó còn đấy chưa ăn vì quả còn non. 60. Cho anh 50 nghìn cho. Đứng xa tí. Đẹp long lanh. Đây bà đứng xem người ta xem nó cao bằng nào. Ui giời, bà chỉ cao bằng phần 3 thôi. Cái mê. Mê đẹp đấy. Từ gốc đến ngọn cứ lùn lùn mập mập thích nhỉ. Đẹp mà, quả siêu. Nhiều quả. Đấy. Cây này mà đang lên lại bán ngay đây. Tết tiếc một quả sung túc này là sướng lắm đấy. Đây, gốc đẹp mê. Lắm. Đường truyền đang đẹp. Muốn sờ vào cái thân của nó cái mà không vào được. Đây, cháu đi để cái xe này mình. Ok. Ôi, được. To lắm, con này to nhưng mà này lùn. Được đây. Kính một cái thùng sơn. Tay mình vẫn có mỗi cái rễ. Đường truyền đẹp. Cái giống này là giống siêu quả. Siêu quả. Thế cái là hơi tối mất rồi. Đấy, không có cái sẹo to nào. Rất lùn. Nhờ. Được rồi, bà cứ bán hàng đi. Cho vợ con đi chơi chợ quá. Có định đi quay phim đâu nhưng mà đây gặp bà bảo quay giúp bà cái. Ở đây sung này. Ừ thì ra giúp bà đi cho sôi động. Bà làm ăn được thì mừng cho bà thôi. Sung này. Mà nào. Đây cái cây me này. Nó hơi tối rồi các bác, gần 5 giờ mùa này là tối lắm rồi, miền Bắc tối lắm. Đấy, có cái đường lũa này cũng hay đấy. Có cái đường này lại nó hay đấy. Tất nhiên người ta đắp cái gì đấy vào thôi. Có bôi sơn đấy. Nhưng mà nó cũng hay đấy. Điểm nhấn. Có mỗi chạm kia tí tí thôi. Giật, để giật cái cổ cái thôi. Cây nó cũng rất là tự nhiên. Tự nhiên. Rất tự nhiên. Rất tự nhiên. Đấy. Được. Mặt này cũng đẹp, mặt này thì đẹp hơn. Mặt này có cái lũa đẹp. Đấy. Bao giờ cháu có tiền để mua cây này chơi nhỉ? Cây me này đẹp đấy. Đấy, trên này nó có cái lưới tối mất. Đẹp, cây này đẹp. Còn cái loạt này thì bao tiền bà? Xăm trái bán 3 chủ rưỡi. Này bà chưa tưới à? Chưa. Bà chủ rưỡi. Bận nay chủ nhật bán. Còn cây này? 4 triệu. Hôm vừa rồi có nhiều người gọi không mà. Đây, bán mấy cái ấy, cái bán được cái cây túc này. Nhưng mà ở gần hay ở xa? Ở Ninh Bình. Chở về quê người ta. Hai cây. Có một cây túc với cây mai chứ thử. À, cái ông ở gần Thanh Hóa. Ông ở cái gì nhỉ? Quên rồi, ông ấy thì ông là Liên Đức cơ. Ông ấy tận Liên Đức cơ. Nhưng mà người nhờ người nhà ủng hộ. Liên Đức. Vào xem nhỉ. Cây này cây gì nhỉ? Cây mai chú thủy. Đây này quay những cái sung này mới có. Đấy, cái sung như bao tiền? Sung bao tiền? Cái sung bán 5 triệu một cây. Một cây, hai cây giống nhau nhỉ? Có sướng không? Một đôi hai cây giống nhau. Chị ơi, chị cứ làm cho hai cây cái ớt này. À, mỗi cây hai thân nhiều quả. Mai chiếu thủy nhiều quả. Còn mai chiếu khổ đâu mà trong vườn khác đỏ đâu. Đấy. Cũng khá là già dáng khác đấy. Khuôn chậu cũ này thả nước vào đây nhiều quả. Cây 4 triệu 400 nghìn. 4 triệu đồng. Cái sung này đẹp cái cây. Vâng, hai cây đều đẹp.
hai cây y chang một đôi. Hai cây đều đẹp. Thích cây me này quá. Cây lộc vừng này. Đấy, cây 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 lộc vừng hoa trắng. Cây đấy thì cây đấy bao tiền đấy bà? Cây bán 4 triệu. Bố ơi. Dạ. Bố, con đi xem cả. Con đi đi, đi thoải mái tí nữa quay lại. Đi đi. Đi ra kia mà xem hoa. Đi. Bố bận rồi. Đấy, quả đây. Đấy, bố đang xem, hay vào đây mà xem. Hay nhỉ. Mập mạp. Hoa trắng. Cháu mà có sân vườn cháu cũng chơi cây này. Muốn tụi hoa nó bền hơn hoa. Này đổi mã 3 xong rồi lên đỏ này. Ôi ơi. Ăn bánh mì thế thì à ba mừng. Ăn bánh mì thế thì sống là được. Đây cái trùng quả thế kìa. Đây cây lộc vừng hoa trắng này. Tất nhiên cái lộc non thì nó đỏ này thôi, mà nó nở nó trắng. Thôi lộc vừng đây. Cái hoa đây. Đây về phải thả nước. Thả nước. Nó cũng là một cái cây trồng sân vườn khá là hay. Trồng sân vườn. Dạng thế yêu cầu nó không có cái gì nhiều. Chơi hoa, chơi bóng. Đáng thế thì tạm ổn rồi. Thấp lùn mà. Thấp lùn và hoa xung xuê, lộc lá đẹp. Tất nhiên lá hơi to. Lá to hoa to, con món này lá to hoa to lắm. Đấy, con phi lao này. Phi lao. Còn cây to các bác. Đấy giờ bà chuyển sang cả hàng Tết bán cả hoa hết rồi. Hồng trứng. À, nhìn thấy không khí Tết. Sắp đến Tết rồi bà. Chả biết làm cái gì giờ. Hoa hồng này mỗi chậu bà bán bao tiền đấy? Hoa hồng này mỗi chậu bao tiền? Hồng á? Vâng. 150. 150 một chậu. Như hồng này hồng trứng Nhật. Nó đẹp nhỉ. Đây, đây cái cây này thì bao tiền, vừa quay rồi mà chả biết bao tiền. Cây phi lao 60 triệu. 60, cũng 60 đúng không? Đã quay lên video là đúng vậy. Thế còn cây này? Cây 30. Tí nữa để quay đến lượt cây cây kia. Cây này là cây 60. Cây này cao chắc hơn 2 mét nhỉ? Quay ra là cái thế. Bây giờ là bà phải chỉ bày kiểu này này. Cứ bảo bà là những cái cây đẹp mà bà bày riêng ở chỗ này này. Đây này đang ngã thụt xuống hôm nay nhà mình có không sợ là... những cái này là để hết vào trong, để những cái đẹp của này thôi, một hàng mini riêng, cây to rồi để đằng sau. Cái con để, đằng để lẫn lộn quá. Có thợ đâu? Nó khó nhìn. Nhiều cây đẹp lắm nhưng người ta đi người ta không để ý. Hoặc là nó để một mình nó mới đẹp. Mẹ nó nói cái loại người nói nó bướng như con chó ấy. Bảo là ở nhà mà hôm nay chủ nhật bán hàng. Đó. Ai cơ? Đấy. Hàng hóa Tết Nhật. Đi lao 60 các bác, nhưng mà chả nhìn thấy rõ đâu. Đây, chậu nó như này. Gốc đây. Gốc bể thì nó là cây dáng siêu. Đi đóng siêu. Được cái phi lao huyền hoặc siêu thì nó rất là bay. Bông dăm của nó rất là bay. Thế là nó phát nhìn nó hay. Nó hợp với cái dáng siêu, dáng bay, dáng nghệ thuật. Phi lao. Đấy, vì cái tay cái bông của nó, bản thân cái lá nó rất là bay rồi. Đấy, cái cây này thì ra từ nơi mà nhìn thôi. Nếu mà thấy nó ưng một tí là ra xem. Đây, cái này 30 triệu. 30 triệu. 30 triệu.
30. Đấy, cái này thì có sân có vườn thì để lên nó nổi lắm, để lên nó nổi, chẳng là có yêu thương được cái tiền không, tiền của bác có yêu thương được không, quan trọng là tiền có hay không thôi. Có thì nhiều phương án chơi đẹp lắm. Đưa vợ con ra chơi một loại bị bà bắt ủng hộ quay phim hộ cái này, cho vợ con đi đi chơi mình đi, tự đi với nhau đấy. Hoa hồng sắc xuân này, nguyệt quế. Đi xe nào, vào đây có cái gì mới không? Cái me này thì hôm vừa rồi có quay rồi, cũng đẹp đẹp, thấp thấp, đẹp đẹp. Giá thì các bác xem lại cái video trước nhá. Quay có cả số của bà ấy nhá, tôi để trả hỏi đâu. Quay rất nhiều lần, các bác cứ gõ vào bà vững và xem lại, chịu khó xem lại cái video tí. Thì tôi có đọc số đấy, tôi không có thời gian, tôi viết lên rồi, tôi không lưu ở trong điện thoại đâu. Tôi thu trực tiếp này, tôi có việc gì thì tôi cứ ra đây trực tiếp thôi. Tôi chẳng gọi, tôi mua cây là thấy ưng là tôi phải ra tận nơi, trừ khi trên mạng thôi. Đấy thì các bác thông cảm. Đấy. Đấy, cây sung. Cái cây giấy Mỹ này. Một cái mâm hoa rất là đẹp, như cái mâm xôi này các bác. Đấy. Như mâm xôi này. Như cái mâm xôi. Tiền thì chưa biết, bà bận nói chuyện đằng kia rồi. Đây, các bác nhìn. Trời nó tối rồi, bây giờ ngược lên nó tối lắm. Nhưng mà nó cũng là một cái rất là hay. Chơi kiểu ô hiệu tán này thôi. Chơi mà có cái vườn rộng rộng nó cũng rất là hay. Đấy. Như mâm xôi. Đấy, hôm trước hai cô cháu vặt ổi lại đây ăn. Mình vào đây là chủ yếu là để ngó nghiêng xem có cái chậu cũ nào ngày xưa là quăng quật đây hay hay thì lấy lại của bà, nhưng mà giờ nó chẳng có đó các bạn, ngày xưa nhiều lắm. Ôi, chuột thiên đường của chuột. Đi tìm lọ mọ này xem có thấy cái cây gì nữa, chẳng may mà nó lọt đây khó lắm. Những cây này thì hợp với các bác chơi vườn hoặc là chơi nó không quá cầu kỳ. Còn anh em chơi sâu thì họ sẽ không gần như không ra đây mua. Đấy. Ở đây có, nói chung là phù hợp với tất cả rất nhiều đối tượng khách hàng. Đấy. Đấy, bà đang nói cái gì đằng kia. Thấy cái hoàng hoàng đằng kia. Đấy, đang mắng nhau ở đâu đó. Thôi, được rồi. Sao thế, căng thẳng thế? Căng thẳng quá. Cây này của bà là bao tiền đấy? Hạ nhiệt nào. Hạ hỏa nào. Đâu đây, cái cây này bao tiền? Cái phi lao 10 triệu. 10 triệu. Cây đẹp. Già này. Dáng lão. Không già có nhát cắt nào luôn. Đấy, già thân này. Đấy. Được, cái này được. Hàng còn hàng mới chứ. Đấy. Những cây bé bé này cô chỉ bán tầm 4 triệu. Ừ, 3 hay, triệu hay quá. Đẹp lắm này. Ừ, tốt quá. Cái vận cô từ nọ này nó bí. Đấy. Đẹp mỹ mãn luôn. Khách lại ồ ạt đến bây giờ mà. Được, cái này được. Không có một nhát cắt nào đẹp từ
mới bấm bông nảy đúng Tết luôn. Ừ. Tuyệt vời đấy. Đấy. Có những lúc thì nó hàng mấy chục triệu đấy, bây giờ lại hạ giá rồi, anh em rất hợp lý cho anh em mua rồi. Đấy, có cây này đẹp. Nhìn đẹp. Cái cây hoa giấy đấy, mâm mâm đấy là bao nhiêu tiền đấy bà? Giấy mâm 12 triệu. Ừ. Cô cứ báo trên Facebook là đúng không? À, giấy Mỹ này, đẹp. Chính ra các đại gia mà không yêu cầu chơi cây quá cầu kỳ thì lại chơi để dễ đúng không? Nó không có đắt đâu, không đắt. Chứ mà đây này bà bảo có 2 triệu hay sao này? 2 triệu. Mình mà có nhà cũng bê về luôn. À đâu, nó là trên cái bầu này. Đấy kìa, cái bầu này. À, chơi bóng thì tuyệt vời còn gì nữa. Dưới Mỹ thì nó quanh năm nó có hoa này thôi. Quanh năm nó hoa vậy cũng vậy thôi. Đấy. Các bác có nhà đẹp chơi thì đẹp quá thì không, chẳng qua không phải gu của anh em chơi sâu như bọn em thì ấy thôi, chứ các bác chơi cái loại đấy quá hợp lý. Thôi thế thôi các bác, tôi ra tìm vợ con xem ở đâu vậy. Cảm ơn các bác.